Với những bộ phim ở thập niên 90 đến 2000 thì phải nói diễn viên Hồng Kông rất là trẻ đẹp, nhan sắc không thể chê vào đâu được. Bộ phim là những đề tài ăn khách, đó là những tên biến thái hoặc bác sĩ biến thái. Và chủ đề của bộ phim này cũng vậy, câu chuyện nói về một bác sĩ nha khoa Philip, hắn là một tên biến thái, rất yêu thích cái đẹp, nhất là những cô gái nữ sinh mới lớn, thân hình mới phát triển sẽ khiến hắn luôn muốn chiếm được thân thể của nữ sinh đó và làm tình. Philip